sứa này nó nhìn nó lạ không anh? Như cục bông gòn. Mấy cái ụ này nó không có gì hết vậy hả? Lãng du chơi vậy. Có đèn mới thấy được nó.
Cái gì vậy anh? Cá ngộ hả? Trình cỏ. Cá gì ngộ vậy? Sao nó lại cắm vô trong đất vậy anh? Thua luôn á. Tiếp tục. Dạ, ngày mai là
rồi. Em chào anh chị ạ. Thủy Phương đã đến giờ đóng cửa, mình di chuyển xuống tầng hầm luôn giúp em ạ. Mình quay lại phòng ngày mai lúc 10 giờ giúp em nha anh chị. Đi luôn này. Dạ, đi thẳng. Cái này mình nướng ăn hoài luôn á. Thank you.